Ngày 6 tháng 7, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường kỳ giữa năm để thảo luận những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp thứ 6 này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Quận 8 về chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời bổ sung nguồn kinh phí đảm bảo quá trình điều hành các hoạt động thường xuyên của chính quyền, giải quyết vấn đề phát triển nhà ở đảm bảo đồng bộ, bền vững, từng bước đáp ứng căn cơ về nhu cầu nhà ở cho người dân. Cũng tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường kỳ giữa năm vào ngày 6 tháng 7 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng đã đề cập đến báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với một số kết quả tích cực quyết liệt, nhưng cũng cho biết nội dung triển khai nghị quyết 54 còn chậm so với dự kiến bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là ở công tác chuẩn bị, cơ chế tài chính chưa được phát huy như mong đợi. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi cần thiết phải có một nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, qua đó tạo điều kiện khơi thông nguồn lực phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cam Tranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, trong thời kỳ 2021-2030, cảng hàng không quốc tế Cam Tranh là sân bay cấp 4E và sân bay quân sự cấp 1, công suất thông qua đạt 25 triệu hành khách một năm và 55.000 tấn hàng hóa một năm. Chính vì vậy, trước mắt Cục Hàng không Việt Nam đề xuất gần 24.000 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cho sân bay này trong giai đoạn đến năm 2030. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 được thực hiện khẩn trương từ trung ương đến địa phương với 2.243 điểm thi, 42.293 phòng thi. Sáng 6 tháng 7, cán bộ làm công tác coi thi đã tham dự cuộc họp cán bộ coi thi do các hội đồng thi tổ chức. Chiều nay, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Sau đó, kỳ thi chính thức diễn ra vào các ngày 7 và 8 tháng 7. Dự kiến các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24 tháng 7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 26 tháng 7. Hôm nay, ngày 6 tháng 7 là thời điểm cuối cùng của 180 ngày để hai doanh nghiệp còn lại trong vụ trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nộp tiền theo hợp đồng đã ký. Nhưng tính đến sáng 6 tháng 7, công ty cổ phần Dream Republic và công ty cổ phần Sinmega vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất với tổng cộng 7.820 tỷ đồng cho cơ quan thuế. Theo quy định, nếu quá 180 ngày kể từ lúc cơ quan thuế ký thông báo, tức ngày 6 tháng 7, bên trúng đấu giá vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất sẽ bị hủy kết quả. Đồng thời, hai doanh nghiệp này sẽ không nhận được lại tổng cộng 319,2 tỷ đồng tiền đặt trước 20% so với giá khởi điểm. Ngày 6 tháng 7, Sở Công Thương Kon Tum đã có quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công thương đối với 10 đơn vị trên địa bàn. Trong danh sách 10 đơn vị bị kiểm tra có công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đắc Si theo kế hoạch vào ngày 26 tháng 7 tới. Đây là thủy điện mà thời gian qua báo Sài Gòn Giải Phóng đã nhiều lần phản ánh có tồn tại một số vấn đề về sai quy trình, không chấp hành quy trình vận hành hồ chứa, dẫn đến lũ chồng lũ, gây ảnh hưởng đến người dân khu vực. Ngày 6 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố và bắt giữ Trần Lê, sinh năm 1999, Nguyễn Triệu, sinh năm 2005 và Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 2001, cùng ngụ thành phố Thủ Đức và nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo thông tin vào trước đó, khi đang trên đường đi chơi, nhóm này thấy xe máy tay ga ngã trên đường không ai trông coi ở trước cổng trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức nên đã dựng lên mang về. Sau đó, nhóm đem xe vào bãi xe chung cư thay biển số chờ mang đi tiêu thụ.